Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 46: căn bản then chốt để làm người. Có một năm nọ, tôi giảng kinh ở Cụ Kim Sơn. Cư sĩ Cam Quý Đức nói với tôi: trong thính chúng có đến 70% là tiến sĩ. Cô hỏi: ngài ở Cụ Kim Sơn mở lớp tiến sĩ, nhiều người được nhận qua giáo dục cao đẳng, tại vì sao vẫn còn mê tín đến như vậy? Tại vì sao vẫn còn đi vào con đường tà giáo như vậy? Cái điểm này chúng ta phải biết. Họ chưa tiếp nhận qua giáo dục căn bản, họ chỉ tiếp nhận qua tri thức hiện đại mà thôi. Tri thức không phải là trí tuệ. Tâm thanh tịnh thì khởi tác dụng, chính là trí tuệ chân thật. Trí tuệ phá ngu si. Một người có trí tuệ thì họ liền quay đầu lại. Giáo dục thời xưa của chúng ta, nội dung của giáo dục đó hoàn toàn là đời sống hiện thực. Trước tiên dạy cho bạn rõ ràng mối quan hệ giữa người và người, quan hệ cha con, quan hệ vợ chồng, quan hệ anh em, quan hệ bạn bè, quan hệ vua tôi. Quan hệ vua tôi, lấy lời hiện đại mà nói, chính là quan hệ của người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Giáo học thời xưa của chúng ta làm cho bạn rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo. Thân phận của bạn thế nào, quan hệ ra sao, bạn phải nên tận cái nghĩa vụ của mình. Đây là giáo dục. Sau khi hiểu rõ mối quan hệ của một con người, lại tiến thêm một bước nữa, dạy cho bạn con người với hoàn cảnh, quan hệ với động vật, quan hệ với thực vật, quan hệ với sơn hà đại địa. Lại bước lên thêm một bước nữa, đây mới nói đến gọi là huyền học, quan hệ của con người với thiên địa quỷ thần. Đây là đại đạo lý của vũ trụ nhân sinh, là căn bản cốt lõi để làm người. Cho nên họ biết được thế nào là làm người. Con người có giá trị, có ý nghĩa, chính là bởi vì con người có tiếp qua sự giáo dục. Người cùng với cầm thú, con người là một trong những loài động vật, phân biệt là ở chỗ nào vậy? Con người tiếp nhận qua sự giáo dục. Loại giáo dục này vào thời xưa gọi là giáo dục tiểu học. Xã hội ngày nay loạn đến như vậy vì mọi người đều không biết quan hệ giữa người và người. Thế là biến thành cái gì vậy? Chỉ có lợi và hại. Mọi người đều trầm mê trong lợi và hại, đương nhiên sẽ phát sinh ra xung đột. Nếu bạn muốn xã hội an định thì làm sao có thể chứ? Mạnh Tử nói được rất hay: trên dưới tranh lợi, quốc gia nguy vậy. Đó chân thật là hiện tượng của xã hội hiện đại. Quốc gia xã hội một mảng hỗn loạn, quyết định không thể là hiện tượng của an định. Giáo dục truyền thống của chúng ta duy trì xã hội an định, hòa thuận, cùng tồn tại, cùng phát triển. Đó là đạo,
đức, nhân, nghĩa, lễ. Nếu như không chú trọng những việc này mà muốn xã hội trật tự an định, quyết định không thể nào có được. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.